Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin Việt Nam với những tin sau đây. Việt Nam và Campuchia tham dự phiên họp đầu tiên về an ninh biên giới. Du khách bị rớt khỏi du thuyền chết đuối ở vịnh Hạ Long. Ấn Độ cấp xúc cạn lúa mì đến các quốc gia Đông Nam Á. Hà Nội ngừng tiếp nhận đơn xin chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư. Và thưa quý vị, sau đây là phần tin chi tiết. Việt Nam và Campuchia tham dự phiên họp đầu tiên về an ninh biên giới. Việt Nam và Campuchia đã tổ chức hội nghị quốc phòng và an ninh biên giới đầu tiên tại huyện Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Phước và huyện Sino của tỉnh Kati vào ngày 15 tháng 5. Các nhà lãnh đạo quân sự của Việt Nam và Campuchia đã chứng kiến buổi lắp đặt cột mốc biên giới số 69 nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập bang giao giữa hai quốc gia. Hai nước có chung 1.137 cây số đường biên giới trên đất liền qua 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Thưa quý vị, một du khách đã bị rớt khỏi du thuyền và đã bị chết đuối ở vịnh Hạ Long. Một du khách đứng ở mũi của chiếc du thuyền chuẩn bị cập bến ở vịnh Hạ Long không may đã rơi xuống biển và chết đuối vào cuối tuần vừa qua. Chiếc tàu du lịch Long Giang 68 đưa 15 hành khách đến thượng ngoạn vịnh Hạ Long vào chiều thứ Bảy, chuẩn bị cập bến khi quay trở về, thì ông Nguyễn Ngọc Phát, 43 tuổi, công dân của thành phố Cần Thơ, không may đã bị rơi xuống nước. Nhiều người khác đã ném vào cứu sinh xuống nước để ông với lấy, nhưng đã không thành công. Giới chức thẩm quyền của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào hôm Chủ nhật xác nhận, đội cứu nạn đã tìm thấy thi thể của ông Nguyễn Ngọc Phát. Con tàu có sức chứa 48 hành khách do thuyền trưởng Trần Duy Cường, 39 tuổi, điều khiển. Khoảng 5 giờ chiều vào hôm đó, thì thuyền chở du khách từ hang Sửng Sốt trở về đất liền. Ông Nguyễn Ngọc Phát đứng ở mũi tàu, không may bị rơi xuống nước, bị nước cuốn trôi, mất tích và đã được tìm thấy nhiều tiếng đồng hồ sau đó, thưa quý vị. Ấn Độ cấm xuất cảng lúa mì đến các quốc gia Đông Nam Á. Thưa quý vị, chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh cấm xuất cảng lúa mì đến các quốc gia Đông Nam Á một ngày sau khi chính phủ New Delhi cử phái đoàn thương mại tới Maroc, Tunisia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria và Lebanon để tìm kiếm triển vọng tăng sản lượng lúa mì xuất cảng. Ấn Độ đặt mục tiêu xuất cảng 10 triệu tấn lúa mì vào năm 2022-2023, trong khi nhu cầu ngũ cốc toàn cầu tăng cao. Cơ quan phát triển hoạt động xuất cảng sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến, viết tắt là APEDA của Ấn Độ, ước tính đã xuất cảng kỷ lục 7 triệu tấn lúa mì trong giai đoạn năm 2021-2022 trị giá 2 tỷ Mỹ Kim, trong đó có khoảng 50% lúa mì được xuất cảng sang Bangladesh trong năm qua. Hà Nội ngừng tiếp nhận đơn xin chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư. Giới chức thẩm quyền thành phố Hà Nội vừa ra thông cáo cho hay là quyết định tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ chuyển đất nông nghiệp thành đất thổ cư để chống đầu cơ, tích trữ bất động sản. Thông tấn xã Việt Nam gần đây cho biết, tỉnh Tây Ninh đã nhận được một số lượng lớn đơn xin phân vùng đất nông nghiệp tại thị trấn Hòa Thành, Trảng Bàng, Bến Cầu, Tân Châu và Dương Minh Châu. Theo các nguồn tin tại địa phương, thì một mẫu đất tại các khu vực này thường được thương lái và các nhà đầu cơ mua với giá rẻ, sau đó chia thành nhiều lô nhỏ để bán lại với giá cao, kiếm lợi nhuận lên tới 70% so với khoản đầu tư ban đầu. Các chuyên viên địa ốc cho biết, đại dịch COVID-19 đã làm tổn thương hầu hết các ngành kinh tế, khiến cho bất động sản được coi là nơi trú ẩn an toàn của giới kinh doanh làm giàu. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày thật nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp. Xin kính chào và tạm biệt quý vị.